Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trước thềm comeback, các công ty giải trí bao giờ cũng có nhiều cách thức thu hút công chúng, trong đó việc tung ra teaser cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt là một phương án quảng bá hữu hiệu. Bởi lẽ không chỉ gây tò mò, các đoạn video này còn cho phép người hâm mộ nhìn lướt qua được nội dung MV. Tuy nhiên, người thành công thì luôn có lối đi riêng. Các ông lớn như SM, YG, JYP và HYBE luôn ghi dấu ấn với khán giả bằng những đặc điểm riêng biệt trong cách tung teaser mà không ai ngờ tới. SM, cây đại thụ trong làng K-pop, luôn giữ chính kiến của mình trong tất cả các teaser, là tận dụng triệt để gương mặt idol để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có thể thấy một teaser dài ngắn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn phải đảm bảo tiêu chí mọi thành viên nghệ sĩ tham gia đều được đẩy lên hình đầy đủ. Bởi lẽ yếu tố giúp SM luôn ăn nên làm ra không gì ngoài những visual đầy chất lượng. Teaser Kingdom của Red Velvet là một minh chứng cụ thể. Người hâm mộ đã có cái nhìn tổng quát về bối cảnh cửa hàng với màu sắc rực rỡ đậm chất mùa hè. Giai điệu bắt tai, trẻ trung và vũ đạo đẹp mắt càng làm nổi bật visual của năm cô gái. YG, âm nhạc bắt tai thu hút luôn là điều khiến YG thành một cái tên kỳ cựu trong làng giải trí K-pop. Chính vì lẽ đó mà công ty không bao giờ muốn lãng phí sức hút riêng biệt ấy và hoàn toàn trung thành với khái niệm teaser thực thụ, chẳng tiết lộ bất kỳ thứ gì. Nhưng hình ảnh mơ hồ này khiến người xem hoang mang, nhạc trong teaser là combo intro và tựa đề bài hát. Nhiều chi tiết ẩn hiện như thể càng làm khơi dậy sự tò mò và niềm mong đợi của khán giả. Ví dụ như đoạn teaser của How You Do That của Blackpink chỉ dài vỏn vẹn 19 giây, nhưng người xem phải rùng mình vì phần nhạc hùng hồn và phong cảnh hoành tráng. Khán giả không biết trước lời bài hát là những câu nào ngoài câu How You Do That, và thậm chí còn không biết được, không đoán được MV sẽ diễn ra như thế nào. JYP, trái ngược với hai ông lớn trên, JYP lại có quan điểm riêng của mình trong việc phát hành teaser. Nếu SM, YG thiên về sự tò mò, thì công ty này sẵn sàng khoe từ đoạn điệp khúc đến cả vũ đạo của chính bài hát, thậm chí tung nhiều teaser khác nhau. Điều này luôn là nỗi bận tâm của fan mỗi khi idol mình tái xuất. Bởi lẽ nếu ghép lại tất cả những video JYP tung ra trước thềm comeback, ta sẽ có một MV hoàn chỉnh. Trong teaser thứ nhất của On Call Home Free của Twice, stylist khiến người hâm mộ trầm trồ với sự cắt xẻ mạnh tay các mẫu khăn nổi tiếng, đem đến những bộ trang phục đẹp đẽ tôn dáng cho 9 cô gái. Sang teaser thứ hai, JYP lại khoe hết phần điệp khúc bắt tai nhất trong bài hát này và cả phần vũ đạo ấn tượng. Đến khi xem MV thì khán giả lại không thấy sự nổi bật nào khác. HYBE, ngôi sao đang lên HYBE liên tục chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm trên đường đua teaser bởi tính bí ẩn. Trong các đoạn teaser video tung ra được đánh giá là gây lú bởi những pha bẻ lái thần kỳ của công ty này. Nếu teaser chỉ là đoạn ballad với nhịp điệu nhẹ nhàng, MV comeback mang lại màu sắc hoàn toàn khác biệt, một bản dance đầy sôi động. Teaser idol chính là cú lửa huyền thoại nhất nhì của BTS. Các chàng trai xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống kết hợp với các phụ kiện hiện đại cực kỳ mới lạ và rạng ngời. Bên cạnh đó thì âm nhạc trong đoạn video gây ấn tượng bởi những cảm hứng từ giai điệu dân gian như pansori, một loại hình nhạc kịch kể chuyện từng phổ biến trong thời Joseon. Trong khi đó thì bản hit này khi ra mắt hoàn chỉnh lại mang đậm chất EDM sôi động, bắt tai và trẻ trung. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.